Rồi, xin chào các bác nhé, chào các bác đã quay lại kênh của em. Đó, thì hôm nay ngày 2 tháng 8 thì hôm nay em có một cây đàn Yamaha các bác nhé. Đó, thì em quay cho các bác coi. Đó, các bác tham khảo xem là có phù hợp với con em hoặc là cháu của các bác không. Đó, thì cái đàn này nó có gì đặc biệt thì nói chung là nó cũng giống như cây đàn bình thường khác thôi, nhưng đặc biệt cái thì mấy cái con này lần này nó có màn hình hết bác nhé. Màn hình thì nó có dạy hết nhé, ở trên màn hình của nó này. Đó, các bác có thể nhìn mờ vậy thôi nhưng mà đây này có bàn tay hết nhé, hai bàn tay. Đó, như mình có đánh phím nào hoặc là đó thì nó nổi hết đèn lên đây nhé. Đó, các bác có thể biết được hết là đó, học nó rất là dễ nhé. Đó, nên là theo cái tiếng ở đây mà trên này nó có hiển thị hết là các phím mà nó có tương ứng với cả những cái nhạc cụ của nó hoặc là những cái ký hiệu đó, các bác nói chung là học đàn là dần dần sẽ biết hết đấy. Nó thì cái đàn này là cái đàn MIDI nhá, nó là MIDI này, nó model này là EZG123 nhá, đó cái này của Yamaha, thì cái này sản xuất ở tại Trung Quốc các bác nhá, lưu ý nhá. Đó thì em có sao nói vậy thôi. Đó, cái đấy cái đàn cổ ngày trước ấy thì nó mới sản xuất ở tại Nhật, còn về sau nó sản xuất ở Trung Quốc hết, các bác biết rồi. Đó, cả mới bao nhiêu Trung Quốc và sản xuất ở Trung Quốc nhưng mà vẫn là của hãng Yamaha sản xuất nha các bác nhé. Đó thì đây nó cũng có cả đầy đủ các cổng kết nối các thứ nhé. Đó, rắc ra, đó, rắc 6 ly và rắc cái bông này các bác biết rồi. Đây này, đó, em quay các bác. Đấy, cái đàn Yamaha đấy, 9V. Đấy, trên này nó ghi là DC vào 12V cũng được nhé, 9V cũng xài được, 12V xài cũng được. Thì em test thử cho các bác nghe một tí nhạc. Đây giờ đang mưa to các bác nhé. Ở đây giờ chỗ em đang mưa to. Đó. Đó. Em test từng phím một nhé, nó hoạt động đầy đủ chức năng. Tất cả phím hoạt động đầy đủ. Đó, nó có cả tiếng nói nhé các bác nhé, nó có cái giọng nói. Đó, hướng dẫn là giọng nói nhưng mà nó tiếng Nhật mình thì không hiểu được. Đó. Số 1 thì là ngón cái, còn số 2 là ngón trỏ. Đó, nói chung là hướng dẫn rất là đầy đủ. Đó, nên là học nó cũng rất dễ, tự học ở nhà cũng được. À, thì cái đàn này nó mục đích của nó là như vậy. Đó là dạy mình học nó nhanh hơn, tiếp thu nhanh hơn. Đó, thì bên thay vì các bác mua mấy cái đồ chơi cho con cái các bác thì các bác mua cái đàn này nó có ý nghĩa hơn. Đó, thì nó cũng không có giá, nó cũng không cao, nó chỉ ở khoảng hơn triệu các bác nhé. Cái đàn này giá nó 1.8 triệu các bác nhé. Thì cái đàn mấy cái đàn đồ chơi đó bây giờ nó cũng cây đàn tốt tốt tí nó cũng là 600-700 rồi, bình thường cũng 200-300 rồi. Đó, thì cái đàn này các bác xài thì nó ok hơn. Đó, thì cái đàn này thì em nói nhá, thì cái này nó cũng rất dễ thôi. Đó, thế cái này em đang xài adapter 100V. Đó, thì cái đầu như vậy đây. Đó, thì các bác về các bác mua một cái cục mà nó gắn ở trong cái cục wifi ấy, nó cục nguồn của wifi ấy, 9V đấy. Đó, wifi là hay xài 9V và 5V, đa số là xài 9V là bác cắm vào đàn là vừa luôn, là điện 220 adapter. Thì các bác có thể mang đi đâu cũng được, chỉ còn cái xài cục 100V của em thì cắm một chỗ thôi. Đó.
Thì cục này thì ở ngoài nó bán tầm 6-70 ngàn một cục nhá, các bác nhá. Đó, thì mua ra xài nó rất dễ. Đó, thì các bác có nhu cầu về cái đàn này thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình. Đó, đây, đàn nó có hai loa nhá, nó rất là mới, rất là đẹp. Bác nhìn nó vẫn còn rất là đẹp các bác nhá. Đó, thì mua một này, tiền thì mua một cái đàn, sở hữu cái đàn thật này, các bác cho con cái nó chơi những cái giờ mà nó học xong ấy, học căng thẳng nó xả stress nó học thêm, hoặc là mà lên trên YouTube học cũng được, nó học thêm gọi như là thêm biết thêm hiểu thêm ấy, học nó dễ. Còn bây giờ nó có phím này nó cũng rất là dễ nhá. Thì nó rất là dễ để học theo. Đó, nó có phím đàn các thứ. Thì các bác nào có nhu cầu thì các bác alo với em, có số điện thoại trên màn hình thì em ship hàng toàn quốc. Thì nói thật các bác, cái đàn này em không có am hiểu hết về đàn, em biết đánh, em đánh cho các bác coi rồi đó, nhưng mà em thấy nó hay, có nói chung là cũng thấy hợp lý, có ý nghĩa. Đó, các bác mua về cho con cái các bác học thêm đó, những lúc mà nó xả chết hoặc là học về đó. Đó, trong thời gian nó như vậy thì em thấy nó cũng hợp lý. Đó, thay vì cái mua mấy cái đàn đồ chơi kia thì bác mua cái đàn thật luôn các bác xài. Đó, rồi, xin chào các bác nhé, tạm biệt các bác. Thì các bác có nhớ đăng ký kênh của em để theo dõi những thường xuyên những video em lên từng ngày. Đó, xin chào các bác, kênh của em chuyên bán đồ Nhật bãi. Dạ, chào các bác.